Em chào mọi người nhé. Để làm sao kiếm thu nhập được ổn định hàng ngày từ bộ môn TX này thì rất là nhiều anh em có cái khúc mắc ở cái vấn đề này đúng không? Đấy, làm sao để có thể là kiếm ổn định được, làm sao để có thể làm sao kiếm được đúa, thì cái đấy thì là một cái câu hỏi mà muôn thuở rồi. Chắc chắn là ai cũng muốn là tìm ra cái vấn đề để có thể là giải đáp được, ai cũng muốn là có thể là phân tích được cái khúc đó đúng không? Và hôm nay mình sẽ lên đây và chiến đấu cho anh em, cho mọi người xem. Thứ nhất, ta phải nắm bắt được cái thông tin là cái cầu này nó là cái gì và là tại sao mà chúng ta cần biết cái cầu này. Đấy. Thứ nhất ấy, cái cầu này nó là cái để thống kê, cũng nghĩa là một cái phần gợi ý nhắc nhở từ nhà phát hành cho chúng ta. Thứ nhất là tổng phiên, thứ hai là margin, chất thứ ba là thống kê điểm phiên, và thứ tư là nhịp single và nhịp điểm phiên, đúng không? Chúng ta phải nắm bắt được những cái này. Vậy thì dựa vào những cái yếu tố nào để có thể là kiếm ngon, kiếm ok like, thì cái đó là tùy sở trường mỗi người, tùy sở thích mỗi người. Vì những cái cách soi bắt cầu tính cầu nó rất là vô vàn rộng lớn em nhé, nó rộng kinh khủng luôn. Để mà nó khẳng định hay là để mà nói chắc chắn một cái điều gì thì chưa có một cái công thức hay có một cái kiến thức nào nó chắc chắn được nghe em nhé. Bởi vì chỉ có người tạo là nó mới có thể biết được là chắc chắn thôi, chứ còn cá nhân anh em chúng ta là người tham gia thì chúng ta không thể nào mà ai có thể khẳng định là chắc chắn 100% được, mà chỉ là dựa vào những cái yếu tố ở trên và dựa vào những cái kỹ năng cá nhân của anh em để có thể là kiếm. Đấy, kiếm được càng nhiều càng tốt đúng không anh em ơi. Cái này thì mình sẽ gọi là cố gắng để chia sẻ cho anh em, cho mọi người về những cái cách kiếm mình hàng ngày mình sử dụng. Còn anh em kiếm làm sao nó hợp lý, nó hiệu quả thì đó là cũng dựa vào năng lực cá nhân của anh em, của mỗi người. Là anh em có những cái kiến thức, có những kỹ năng thì anh em có thể là kiếm rất chi là ok la. Đấy, còn mình vừa rồi mình vừa hút được thì tại sao mình đã hút được như thế? Vì mình dựa vào cái thống kê đây đúng không, cái tổng số này 19-31 chênh lệch nhau nhiều, và anh em chênh lệch nhau khá là nhiều. Và thêm nữa form đấy hình nó ở đây là vừa biệt trắng xong thì mình bắt biệt đen thôi. Đấy, với cái lập luận rất là cơ bản nhé. Đôi khi thì anh em cũng không cần cầu kỳ mỏng manh, và không cần phải gọi là tính toán chi li dài dòng làm gì, cứ thế thôi cho nó nhanh em, cứ thế thôi cho đơn giản. Đôi khi chúng ta đơn giản hóa vấn đề nó lại là giúp chúng ta kiếm thu nhập dễ được. Chúng ta càng cầu kỳ vấn đề thì chúng ta càng khó kiếm thu nhập đúng không? À, cái đấy là cái mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em, cho mọi người có thể hiểu được như thế. À, anh em càng cầu kỳ, anh em tính toán miên man đến lúc rồi chẳng đâu vào đâu cả, tính một đằng ra một nẻo đúng không? Chúng ta cứ dựa vào những cái thông số cơ bản như thế này, ví dụ là bên này số thấp hơn, bên này số cao hơn, và bên số thấp cho nó về cân bằng. Trước đấy biệt thì sau đấy nó cũng biệt đúng không? Đấy, cơ bản dễ hiểu như thế thôi. Và mình cũng muốn là anh em mọi người có thể là hiểu được và nắm bắt được, để có thể là không bỏ lỡ bất kỳ một cái buổi chơi nào, không bỏ lỡ bất kỳ một cái cầu kèo nào, để có thể kiếm làm sao hợp lý cho nó hiệu quả như em nhé. Còn anh em yêu quý của tôi thì anh em đừng quên là like video cũng như là subscribe kênh để tiếp thêm động lực cho tôi. Tôi sẽ cố gắng mà lên chia sẻ cho anh em nhiều hơn nữa những cái cách chơi, những cái phương pháp chơi mà nó đơn giản, mà hiệu quả cao, hiệu quả ổn định, để có thể là chia sẻ đến cho anh em, cho mọi người những cái yếu tố cơ bản để anh em mọi người cùng kiếm với tôi, cùng lụng vô với tôi nhé. Tiếng này thì tôi vẫn bắt bẻ thôi, rõ ràng rồi đúng không? Đang lụng thì cứ bắt bẻ thôi chứ còn gì nữa, đâu còn phải lăn tăn đâu, phải suy nghĩ nhiều làm gì nó đau nhức đầu mỏi đầu ra. Mỗi người một sở trường, mỗi người một sở thích, mỗi người một cái cách chơi, một cái cách quan sát riêng mà anh em đúng không? Sẽ là sáu lên nữa đi, bởi nó ra 6 điểm luôn anh em ạ. Tôi bảo ra thêm sĩ ngầu 6 chứ tôi không bảo là ra 6 điểm, thì ra 6 điểm thì chịu rồi. Ra 6 điểm thì thầy chứ thầy thầy lại em, thầy vái em cả lón đúng không? Cái này thì đúng thật là tôi cũng không thể ngờ đến, tôi không thể ngờ đến cái này thì chịu thôi, không sao hết anh em ạ. À, ở đây vì chúng ta vẫn dựa vào cái yếu tố này mà chúng ta bắt thôi, mình thì sẽ cứ túc tắc cho anh em nhé, kiếm được càng nhiều tốt. Mà nói chung là mỗi người một cái tư tưởng, mỗi người một cái lối chơi, miễn sao cái lối chơi kiếm được lúa là ngon rồi, lối chơi về bờ được là ok la rồi nhá. Anh em thấy cái những cái video mình chia sẻ như thế nào, thấy có hợp lý không, thấy có
giúp anh em cải thiện được cái lối chơi của anh em hay không, giúp anh em kiếm lúa hay không, thì anh em cứ góp ý cho mình nhá, để mình có thể biết được những cái cách chơi nào nó phù hợp, cách chơi nào nó ok la, để mình chia sẻ lại cho anh em, cho mọi người. Thế thôi, chúng ta cùng nhau kiếm ăn, cùng nhau kiếm thu nhập cho lẽ, đúng không? Bỏ lỡ đi thì tiếc lắm anh em ạ, đúng không? Lúa đến tận miệng nhưng mà còn bỏ lỡ để tuột đi thì đúng là quê chúng mình quê nhiều luôn, hụt luôn, như cần gì nghĩ nhiều, cần gì phải lăn tăn nhiều, cứ thế thôi anh em ạ, cứ thế thôi, tin nhau không cần mở bát anh em nhá, tin nhau không cần mở bát. Xem nào, không biết là sẽ làm gì thế bây anh em, khả năng cao là mình sẽ vẫn bắt bên đèn anh em nhé. Vừa rồi thì mình hút cá là dày rồi đúng không, tổng lợi nhuận của mình bây giờ là mình lên 20M rồi đấy anh em, tổng lợi nhuận của mình bây giờ là mình lên 20M rồi, thì tiếng này thì mình sẽ đi tức tắc thôi, lố vào túi rồi, mà bây giờ mà để bỏ lỡ để tuột mất thì đúng là quá lãng phí anh em, thực sự là quá lãng phí luôn, nên là tôi sẽ không thể bỏ lỡ được anh em ạ, không thể bỏ lỡ được, lỗ vào túi rồi, nên là cứ thế mà túc tắc kiếm thôi. Anh em mọi người thấy sao với cách chơi của tôi, anh em thấy sao với cái phương pháp của tôi, thì anh em có thể góp ý cho tôi nhé, tôi có thể cải thiện cái lối chơi, những cách chơi mà an toàn nhất, hiệu quả nhất. Ui giời, tiếng này lại không được ăn anh em ạ, à, không được ăn rồi, hơi phí nhỉ. Nói chung là cũng hơi phí, hơi hơi uổng một tí nhưng mà không sao hết. Ở đâu sẽ có đó, sẽ có cách giải quyết, sẽ có cách kiếm lúa hết cả mà anh em, đúng không? Một sao đi nốt tiếng này nghỉ nha anh em nha, đi nốt tiếng này nghỉ nha, lợi nhuận có rồi, thu nhập có rồi, ok rồi anh em ạ. Anh em yêu quý ở bên tôi thì nhớ là bấm like video này cũng như là subscribe kênh nhiệt tình đến nha, để tôi có thể là tham khảo và cải thiện những cái lối chơi của tôi, để có thể là kiếm lúa về bờ một cách là hiệu quả và an toàn, đúng không? Chúng ta cứ kiếm đi, chúng ta cứ kiếm thu nhập đi, đảm bảo với anh em về bờ nó chỉ là trong chốc lát thôi. Anh em mọi người thấy sao về cái cách chơi của tôi, thấy sao về cái mẹo chơi của tôi, liệu rằng cái mẹo này có phù hợp với anh em với mọi người không, thì anh em mọi người có thể là cân nhắc và tham khảo thêm về cái phương pháp này, có thể là kiếm một cái thu nhập được ngon và hiệu quả nhất có thể nha. Có hộp quá, tiếng cuối mà anh em xem là ăn không à, ui chẳng hao anh em ạ. Thôi thì tôi xin phép luôn chào nhá, hôm nay ở hút nhẹ 15 củ anh em ạ, hẹn gặp lại anh em sau, bye bye anh em.